Bạn đẹp thật lắm á. Để mũi tên vào đây nha. Đấy. Đấy, chính là đẹp. Ui. Đấy, cho vào túi đi. Thôi, chú không đi đâu. Thôi, con đi nhá. Bye bye con nhá. Con ơi, mời cưới cho chú đi. Okay. Hai mẹ con đang làm gì đấy? Lấy được quả mít này. Cầm á, cầm được không? Cầm thử xem nào. Thơm lắm đấy. Nặng lắm, để chú cầm cho nhá. Em ơi, nghỉ tay về nhà ăn mít đã. Mẹ ăn mít gì? Thôi, không rảnh rỗi đâu. Đây, chú lấy sữa cho này. Con uống đi. Để chú bổ mít cho nha. Chú ơi, hết chớ rồi. Ừ, để chú bổ mít cho ăn nhá. Lắm. Ừ, để chú bổ cho ăn nhé. Ok. Đây. Đấy. Đấy, món ăn đi. Ui dồi ôi. Để chú bóc cho. Không khí dính hết mồm đấy. Vào đây ăn mít đã em ơi. Mẹ không về à? Mẹ không về không? Mẹ ăn thôi. Mẹ ơi! Mẹ! Ăn mẹ! Mẹ! Trứng! Ăn gì? Ăn không? Mẹ ơi! Mẹ ơi! Mẹ ơi! Mẹ ơi! Mẹ đi! Ơ! Mẹ tự đi được rồi. Thôi vào đây nghỉ tay ăn mít đã. Anh thấy có một cây mít sai lắm, xong thì anh dẫn đi hái. Mít này anh lấy ở đâu? Có một cây sai lắm, anh đi qua săn qua thấy. Đi anh dẫn đi hái đem hai con đem đi chợ bán nhé. Này con ăn miếng này nữa thôi nhá. Con ăn sắp hết miếng này rồi. Nóng lắm đấy. Con ăn. Em ăn đi bắn chim nữa. Bắn chim á?
Ừ. Biết bắn không? Ừ. Để chú xem nào. Đấy, để chú làm cho nha. Đấy, đi ra đây. Đấy, cài vào đây nhá. Đấy, đấy, lui ra đây. Đấy, cầm cho chú nhá. Đây. Đây, cầm thế này. Đấy. Đấy. Đấy, đặt cái mũi tên vào đây nhá. Đấy. Đấy. Bắt đầu. Ấy. Thích không? Thích. Chúng lại đán rồi. Wow, chúng lại đán rồi. Chú ơi, chúng lại đán rồi à? Ui, tôi bắn đẹp thật thế. Bắn đẹp thật lắm á. Đây này, để chú bắn cho một cái nữa nhá. Đấy, bon ra đây. Đấy, kéo cái này lên. Đấy. Đấy, đặt cái mũi tên vào đây nhá. Xong là ngắm thế này nhá. Đấy. Mạnh không? Mày. Thôi mai bắn tiếp nhá. Bây giờ mình đi hái mít đã nhá. Mai chú làm cái khác. Bây giờ mình đi hái mít đi. Đấy, đi hái mít đi. Chú ơi, anh ơi. Ở gần đây thôi. Đấy, chín rồi, đây này. Chín rồi. Đây này. Đấy, xuống đi, xuống đi đó. Đấy, quả này chín rồi đấy, đây này. Ui. À. Chín rồi đấy, đây này. Đấy. Đấy, để chú treo lên xem nào. Ừ, tránh xa ra tí nha. Đấy, bon tránh ra nha. Quả này không nên rồi đấy. Đấy. Xuống nào, chú ơi, xuống nào. Đây. Cho vào túi. Đấy, cho vào túi đi. Đấy, được rồi đấy.
Nào, đi nào. Thôi chắc anh đến đây thôi, hai mẹ con tự mang ra chợ bán nhé. Anh đi bán cùng hai mẹ con thôi luôn. Thôi chắc anh không đi đâu, anh về còn có tí việc. Thôi không cần đâu, được thì cứ mua cho Bon mấy bộ quần áo xong là mua ít sữa cho Bon. Thôi chú không đi đâu. Thôi Bon đi nhá. Bye bye Bon nhá, Bon đi đi. Được rồi, bán được thì mua bim bim cho chú với nhá. Con này đi đi. Con này đi nào. Nhờ chú mà hộ nhất lên với nhá. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Chinese. Đi đi. Nói là bay đi rồi.